Trận đấu mà chúng ta sẽ cùng theo dõi trong ngày hôm nay cũng là trận đấu duy nhất trong ngày thứ tư của giải bóng chuyền vô địch quốc gia vòng 1 bảng B ở Gia Lâm. Trận đấu giữa Bộ Tư lệnh Thông tin và Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Và đây là hai trọng tài sẽ điều khiển trận đấu giữa Bộ Tư lệnh Thông tin và Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Tổ trọng tài của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, trọng tài thứ nhất là ông Nguyễn Hồng Quyết và trọng tài thứ hai đó là ông Nguyễn Ngọc Ánh. Số 7 Phạm Thị Quyền Anh. Ở trận đấu này thì các cô gái Bộ Tư lệnh Thông tin sẽ ra sân trong trang phục áo màu trắng xanh. Và đội hình ra sân của Bộ Tư lệnh Thông tin ở trong set đấu đầu tiên gồm có số 19 cây truyền 2 Lâm Oanh đội trưởng, số 17 chủ công Nguyễn Thị Phương, số 12 phụ công Phạm Thị Hiền, số 11 đối truyền Kiều Trình, số 7 chủ công Nguyễn Anh, số 8 phụ công Việt Hương và libero số 10 Thùy Linh. Huấn luyện viên trưởng của Bộ Tư lệnh Thông tin là huấn luyện viên Phạm Minh Dũng. Trong khi đó thì đội bóng chủ nhà Hóa chất Đức Giang Tia Sáng sẽ ra sân trong trang phục áo màu vàng. Và đội hình ra sân của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng ở set đấu đầu tiên gồm có số 14 cây truyền 2 Tichaya Bunlet, số 7 chủ công Trần Vũ Linh, số 9 phụ công Bích Thủy, số 17 đối truyền Nguyễn Thị Xuân, số 5 chủ công Hồng Ngát đội trưởng, số 19 phụ công Lý Thị Luyến và libero số 3 Thanh Liên. Huấn luyện viên trưởng của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng là huấn luyện viên Parejuk Wanachot. Với cả Hóa chất Đức Giang Tia Sáng và Bộ Tư lệnh Thông tin thì đây là trận đấu thứ hai của họ ở vòng 1 bảng B giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay. Ở trận đấu đầu tiên thì Hóa chất Đức Giang Tia Sáng đã có được chiến thắng cách biệt với tỷ số 3-0 trước Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó thì Bộ Tư lệnh Thông tin cũng đã đánh bại VTV Bình Điền Long An với tỷ số là 3-0. Có một điều khá đặc biệt đó là dù cùng tham dự hai giải đấu gần nhất đó là giải bóng chuyền trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Toàn quốc diễn ra ở Quảng Ninh vào cuối năm ngoái và giải Cúp Hoa Lư Bình Điền diễn ra ở Ninh Bình ngay trước thềm vòng 1 giải vô địch quốc gia, nhưng cả Hóa chất Đức Giang Tia Sáng và Bộ Tư lệnh Thông tin đều không chạm trán nhau. Đây là Tichaya Bunlet, ngoại binh của Bộ Tư lệnh Thông tin ở mùa giải vô địch quốc gia năm nay và cũng sẽ là ngoại binh của đội bóng này trong những mùa giải tới đây, khi mà Tichaya Bunlet đã ký hợp đồng 5 năm với Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Đó là bản hợp đồng dài nhất trong lịch sử các ngoại binh từng thi đấu ở giải vô địch quốc gia Việt Nam. Đã có điểm số đầu tiên của trận đấu và đó là điểm số cho Bộ Tư lệnh Thông tin 1-0. Tình huống phát bóng của chủ công Nguyễn Thị Phương. Tichaya và Bích Thủy đã có điểm số cho Hóa chất Đức Giang Tia Sáng 1-0. Huấn luyện viên Phạm Minh Dũng không xa lạ gì với Bộ Tư lệnh Thông tin. Không xa lạ gì với Hóa chất Đức Giang Tia Sáng mùa giải 2021. Thì Bộ Tư lệnh Thông tin đã đánh bại chính Hóa chất Đức Giang Hà Nội và đội bóng có tên gọi bây giờ là Hóa chất Đức Giang Tia Sáng để đăng quang ở sân chơi vô địch quốc gia. Chức vô địch đầu tiên của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng trên cương vị huấn luyện viên trưởng của đội 1 Bộ Tư lệnh Thông tin. Tình huống phát bóng của phụ công Phạm Thị Hiền. Tichaya, Hồng Ngát. Đó là pha ghi điểm của chủ công mang áo số 5 Hồng Ngát. Ở giải vô địch quốc gia năm nay thì Hồng Ngát mang băng đội trưởng của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Đây là huấn luyện viên Phạm Minh Dũng, người đã giúp cho Bộ Tư lệnh Thông tin đánh bại Hóa chất Đức Giang ở trận chung kết giải vô địch quốc gia năm 2021. Và trước đó thì họ cũng đã giành chiến thắng trước Hóa chất Đức Giang ở trận chung kết giải vô địch quốc gia mùa giải 2020. Hồng Ngát. Đó là điểm số cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Hồng Ngát đánh bóng ra ngoài và bóng không chạm vào tay chắn nào của Thông tin. 3-2 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Đã có tình huống xin challenge của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Ở góc quay chậm này thì bóng đã sượt qua tay của Việt Hương. Đã có tình huống xin challenge, bóng chạm chắn của huấn luyện viên Wanachot và đúng là bóng đã sượt qua tay của Việt Hương. Rất rõ ràng đó là điểm số cho Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. 3-2 cho Hóa chất Đức Giang Tia Sáng và đây là các cổ động viên của đội bóng này. Vòng 1 bảng B diễn ra tại nhà thi đấu Gia Lâm, sân nhà của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Ba đều cho Bộ Tư lệnh Thông tin.
Huấn luyện viên Padesuk Wanachot bắt đầu dẫn dắt Hóa chất Đức Giang tia sáng sau khi kết thúc mùa giải vô địch quốc gia năm ngoái, và ông cũng đã có được một danh hiệu cùng với đội bóng này, đó là chức vô địch tại giải Cúp Liên Việt Postbank, xin lỗi, chức vô địch tại giải Cúp Hoa Lư Bình Điền vừa qua. Và đánh bóng từ đằng sau của Nguyễn Thị Phương nhưng bóng đã không qua lưới. Điểm cho Hóa chất Đức Giang tia sáng 4-3. Tình huống phát bóng của Nguyễn Thị Xuân trong đội hình xuất phát của Hóa chất Đức Giang tia sáng ở set đầu tiên, thì Nguyễn Thị Xuân chơi ở vị trí đối chuyền. Một tình huống đánh hai chuyền của Tichaya, và đánh bóng là của Nguyễn Anh. Hồng Ngát. Điểm cho Hóa chất Đức Giang tia sáng 5-3. Sau 3 mùa giải chỉ kết thúc ở vị trí Á quân của giải vô địch quốc gia, thì năm nay tham vọng của Hóa chất Đức Giang tia sáng là đăng quang chức vô địch đầu tiên trong lịch sử của đội bóng này, chức vô địch quốc gia đầu tiên sau 3 mùa giải chỉ về nhì. Và để hiện thực hóa cho mục tiêu đó thì Hóa chất Đức Giang tia sáng ở mùa giải vô địch quốc gia năm nay, họ thuê tới 2 ngoại binh, đó là cây truyền hai Tichaya, vận động viên ký hợp đồng có thời hạn lên tới 5 năm, và chủ công Kanika Thipachot. Ngoài ra thì trên băng ghế huấn luyện cũng là sự xuất hiện của huấn luyện viên trưởng người Thái Lan, người đã từng giúp cho Nakhon Ratchasima đăng quang ở giải vô địch quốc gia Thái Lan, huấn luyện viên Wanachot. Và cùng với đó thì ngay trước thềm vòng 1 giải vô địch quốc gia, Hóa chất Đức Giang tia sáng cũng đã chiêu mộ thành công cây truyền hai Nguyễn Thị Thủy từ Glesimco Thái Bình. Những sự bổ sung lực lượng đáng kể của Hóa chất Đức Giang tia sáng để hướng tới chức vô địch quốc gia đầu tiên trong lịch sử của đội bóng này. Đây là tình huống phát bóng của chủ công Hồng Ngát, đội trưởng của Hóa chất Đức Giang tia sáng ở vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay. Lâm Oanh và Nguyễn Thị Phương không qua được tay chắn. Đây là cơ hội cho Hóa chất Đức Giang tia sáng, Tichaya và Tú Linh. Đó chỉ là một tình huống bỏ nhỏ, một tình huống vơi bóng của Tú Linh, nhưng các cô gái của Bộ Tư lệnh Thông tin đã bọc lót cho nhau không thực sự tốt. Điểm 7-4 cho Hóa chất Đức Giang tia sáng. Và Bộ Tư lệnh Thông tin đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Lần hội ý đầu tiên của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng ở trong set đấu đầu tiên. Ông đã xin tham mào từ khá sớm. Đây là các cổ động viên của Hóa chất Đức Giang tia sáng. Hóa chất Đức Giang tia sáng và Bộ Tư lệnh Thông tin là hai đội bóng có thể nói là khá trái ngược nhau. Hóa chất Đức Giang tia sáng có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ nhà tài trợ. Đây là đội bóng của doanh nghiệp. Trong khi đó thì Bộ Tư lệnh Thông tin lúc này lại đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm một nhà tài trợ đồng hành. Và điều đó cũng thể hiện ở mùa giải 2023 này. Ở vòng 1 giải vô địch quốc gia thì Kiều Trinh và các đồng đội, đội bóng của Kiều Trinh không thuê vận động viên ngoại. Năm ngoái thì Bộ Tư lệnh Thông tin cũng không thuê vận động viên ngoại. Và họ lần đầu tiên trong lịch sử đã văng ra khỏi top 4 đội mạnh nhất của giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên sau đó thì cũng với dàn nội binh, Bộ Tư lệnh Thông tin đã có được tấm huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Toàn quốc trong màu áo của tuyển nữ quân đội. Đã có thêm một điểm số nữa cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội, 9-4. Năm nay thì Hóa chất Đức Giang Hà Nội đã đổi tên thành Hóa chất Đức Giang tia sáng. Đó là một tình huống mà Việt Hương đã không thể thắng được các tay chắn của đội chủ nhà. Tiếp tục là tình huống phát bóng của Hồng Ngát. Lâm Anh và Nguyễn Thị Phương. Nguyệt Anh.
không qua được tay chắn của Lý Thị Luyến. Vẫn là Lý Thị Luyến. Thêm một điểm số nữa cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng, 14. Lý Thị Luyến cùng với Lưu Thị Huệ là hai phụ công đang có chiều cao phải nói là tốt nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay. Hồng Ngát phát bóng. Pha đánh bóng của Kiều Trình, những tình huống tổ chức tấn công từ hàng sau vào khu vực giữa sân của các cô gái Bộ Tư lệnh Thông tin. Nguyễn Thị Xuân, lần này thì Nguyễn Thị Phương đã chắn bóng thành công với pha đánh bóng của Nguyễn Thị Xuân. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin 5-10. Một màn đối đầu giữa một vận động viên dày dặn kinh nghiệm và phía bên kia lưới là Nguyễn Thị Phương, một tay đập trẻ. Tichaya và Tú Linh không qua được tay chắn của Bộ Tư lệnh Thông tin. Một tình huống chắn đôi với Lâm Oanh và Phạm Thị Hiền. Phạm Thị Hiền đã thể hiện một phong độ rất cao tại Đại hội Thể thao Toàn quốc năm ngoái với những tình huống bám chắn của mình. Một phụ công không có chiều cao quá lý tưởng nhưng lại có khả năng chắn bóng rất tốt. Nguyễn Thị Phương, một tình huống bỏ nhỏ và pha phòng thủ đằng sau của Tú Linh. Một điểm số nữa cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng, 11-6. Với chiến thắng 3-0 trước VTV Bình Điền Long An thì có thể nói là cơ hội để giành quyền tham dự Cúp Hùng Vương của thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Dũng là rất lớn. Sau trận đấu với Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng thì Bộ Tư lệnh Thông tin sẽ chỉ còn 2 trận đấu với những đối thủ bị đánh giá là thấp hơn. Đó là Hà Phú Thanh Hóa vào ngày 17 tháng 3 và Thành phố Hồ Chí Minh đội bóng Tân Binh của giải vô địch quốc gia một ngày sau đó. 12-6 cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Một tình huống đánh hai chuyền của Tichaya. Nguyễn Thị Phương không qua được tay chắn. Đó là tình huống chắn đôi với Tichaya và Bích Thủy. Và có vẻ như Tichaya là vận động viên đã chắn thành công. Tình huống tấn công vừa rồi của các cô gái Bộ Tư lệnh Thông tin. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Pha đánh bóng của Nguyễn Thị Phương và đúng là Tichaya là vận động viên đã chắn bóng thành công. Một điểm số nữa cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng, 13-7. Lâm Oanh và Nguyễn Thị Phương đã có điểm số cho Bộ Tư lệnh Thông tin, 8-13. Tichaya Bunlet tới với Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng từ quãng đầu tháng 11 năm ngoái. Và Tichaya ký hợp đồng có thời hạn tới 5 năm với Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng, một bản hợp đồng có thể nói là dài nhất trong lịch sử thuê ngoại binh của các đội bóng Việt Nam. 14-8 cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Và đánh bóng của Nguyễn Thị Xuân, bóng đã xuyên qua tay chắn của Kiều Trinh. Và đánh bóng của Nguyệt Anh. Tichaya và Tú Linh. Kiều Trinh đánh bóng trên chắn. Đó là điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin, 9-14.
Nguyễn Thị Xuân. Và đánh bóng của Lâm Oanh. Hồng Ngát. Nguyễn Thị Xuân. Bóng đã chạm vào tay chắn của Thông Tin và thay đổi quỹ đạo rơi khiến cho Lâm Oanh lúng túng. Điểm 16-9 cho Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Và đây là tình huống thay phụ công của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng. Lệ Thảo được tung vào sân để thay cho Việt Hương. Người phát bóng là phụ công Bích Thủy. Phát bóng ra ngoài. 10-16 điểm cho Bộ Tư lệnh Thông Tin. 11-16. Kiều Trinh phát bóng. Tichaya và Nguyễn Thị Xuân. Một tình huống mà Nguyễn Thị Xuân đánh bóng thẳng vào Thùy Linh. Libero của Bộ Tư lệnh Thông Tin dù rất cố gắng nhưng không thể có được một tình huống chuyền một thành công. Sự tăng cường của Tichaya đã bổ sung đúng vào vị trí mà Hóa chất Đức Giang Tia Sáng đang rất cần. Vị trí chuyền 2. Vị trí được coi là yếu điểm của đội bóng này ở mùa giải năm ngoái. Mười tám mười cho Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Bộ Tư lệnh Thông Tin xin tạm dừng trận đấu để hội ý lần tham ao thứ hai của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng ở trong set đấu đầu tiên này. Bộ Tư lệnh Thông Tin không chỉ phải đối đầu với các cô gái Hóa chất Đức Giang Tia Sáng trên sân. Khó khăn với các cô gái Bộ Tư lệnh Thông Tin. Học trò của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng không chỉ phải đối đầu với những vận động viên giỏi bên phía Hóa chất Đức Giang Tia Sáng ở trên sân, mà họ còn phải đối diện với sức ép từ sự cổ vũ của người hâm mộ Hóa chất Đức Giang Tia Sáng trên các khán đài ở nhà thi đấu Gia Lâm. Đây là sân nhà của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Pha đánh bóng của Nguyễn Anh. Lâm Oanh chuyển cho ai? Đó là Lệ Thảo. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông Tin. 11-18. Nguyễn Anh phát bóng. Hồng Ngát. Lệ Thảo đã chắn thành công pha đánh bóng của Hồng Ngát. 12-18 cho Bộ Tư lệnh Thông Tin. Không phải Lệ Thảo mà đó là tay chắn của Lâm Oanh. Vẫn đang là ưu thế về điểm số cho Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Nhưng quãng thời gian vừa rồi là quãng thời gian mà các học trò của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đã có được những điểm số liên tiếp. Và thêm một tình huống nữa mà Nguyễn Thị Phương đã chắn bóng thành công với pha đánh bóng của Lý Thị Luyến. 13-18 cho Bộ Tư lệnh Thông Tin. Huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đã sử dụng cả hai quyền timeout của đội mình ở trong set đấu đầu tiên. Còn huấn luyện viên Pandesuk Wanachot thì chưa một lần xin timeout ở trong set đấu này. Có lẽ là nếu như Thông Tin vẫn tiếp tục lên điểm thì Hóa chất Đức Giang Tia Sáng sẽ xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật 30 giây. Nhưng cầu lên điểm của Thông Tin đã bị ngắt lại sau tình huống phát bóng hỏng của Nguyệt Anh. Phát bóng của Hồng Ngát. Lâm Oanh và Nguyễn Thị Phương. Tiếp tục là đường truyền ra biên 4 cho Nguyễn Thị Phương. Lần này thì Nguyễn Thị Phương đã đánh bóng qua được các tay chắn của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. 14-19 cho Bộ Tư lệnh Thông Tin. Đây là đội trưởng của VTV Bình Điền Long An, Kim Thanh.
Ở những trận đấu đã qua tại vòng 1 bảng B giải vô địch quốc gia thì có vẻ như là Kim Thanh đánh chủ công. Tuy nhiên thì tại Cúp Hoa Lư Bình Điền thì Thanh lại chơi phụ công nhiều hơn. Vừa có điểm số cho Lý Thị Huyến và Hóa Chất Đức Giang tia sáng 20-14. Vị trí chuyền hai được đánh giá là chiếm 50% sức mạnh của mỗi đội bóng trên sân. Và Hóa Chất Đức Giang Hà Nội lúc này đang sở hữu một cây chuyền hai tới từ Thái Lan. Một cây chuyền hai mà theo nhận định của giới chuyên môn là chuyền hai tốt nhất ở giải vô địch quốc gia nữ Việt Nam hiện nay. Tình huống đánh bóng của Phạm Thị Hiền, bóng đã chạm vào tay của Tú Linh và thay đổi quỹ đạo rơi. 15-20 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Ichaya, pha đánh bóng của Tú Linh. Lâm Oanh và Kiều Trinh. Nguyễn Thị Xuân đánh bóng từ hàng sau, pha đánh bóng rất mạnh của Nguyễn Thị Xuân đã có điểm số cho Hóa Chất Đức Giang tia sáng 21-15. Huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đã sử dụng hết cả hai quyền tham ao của đội mình ở trong set đấu đầu tiên rồi. Bây giờ mà nếu như huấn luyện viên Phạm Minh Dũng muốn nhắc nhở các học trò thì ông chỉ có thể xin challenge mà thôi và tận dụng quãng thời gian challenge để nhắc nhở các học trò. Nhưng vẫn là những điểm số cho Hóa Chất Đức Giang tia sáng 22-15. Những gì mà Hóa Chất Đức Giang tia sáng đang thể hiện cho đến lúc này cho thấy họ nhiều khả năng sẽ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch ở giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 3. Điểm số cho Bộ Tư lệnh Thông tin 16-22. Những nỗ lực của các cô gái thông tin. Tú Linh năm ngoái cũng đã có nửa sau của mùa giải vô địch quốc gia chơi tương đối ấn tượng. Ichaya và Tú Linh nhưng đã không qua được tay chắn của Bộ Tư lệnh Thông tin. Và đó là Phạm Thị Hiền. Và đây là tín hiệu xin tạm dừng trận đấu để hội ý của Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Bây giờ thì huấn luyện viên Guanachot đã buộc phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Đây là các thành viên của đội trẻ thông tin. Chúng ta có thể thấy người mặc áo đỏ, nếu tôi nhớ không nhầm, đó là huấn luyện viên Chu Thị Ngọc. Còn đây là huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, huấn luyện viên của đội nữ Quảng Ninh và cũng là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam. Một trận đấu giữa hai đội bóng có thể nói là top đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại. Thì chắc chắn huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ phải có mặt để dự khán. Rất có thể trong trận đấu này sẽ có những vận động viên sẽ được ông gọi lên tập trung trên thành phần đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32 tới đây. Ichaya và Tú Linh không qua được tay chắn của Bộ Tư lệnh Thông tin. Những tình huống chắn bóng tốt của các cô gái thông tin. Lâm Oanh và Kiều Trinh. 18-22 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Quãng thời gian đã qua là quãng thời gian mà thông tin tỏ ra rất chắc chắn và hàng chắn của họ chơi đặc biệt ấn tượng. Và bây giờ thì Hóa Chất Đức Giang Hà Nội huấn luyện viên Guanachot đã quyết định thay người theo cặp. Theo như điều lệ của giải vô địch quốc gia thì mỗi đội sẽ chỉ được phép sử dụng một ngoại binh trong cùng một thời điểm ở trên sân mà thôi. Và lúc này thì ngoại binh của Hóa Chất Đức Giang tia sáng đó là Kanika Thipachot, một chủ công tới từ Thái Lan. Và do đó thì Nguyễn Thị Thủy đã được tung vào sân để thay cho Ichaya. Vẫn đang là những điểm số cho Bộ Tư lệnh Thông tin 19-22. Từ cách biệt 5 điểm bây giờ thông tin đã rút ngắn xuống còn 3 điểm.
Nguyễn Thị Thủy. Pha đánh bóng của Kanika thì ba chốt. Tiếp tục là Kanika. Lần này thì pha đánh bóng của Tú Linh bóng đã đi ra ngoài. 20-22 vẫn là những điểm số cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Rất hay. Một màn thể hiện rất hay của các cô gái Thông tin ở thời điểm mà tưởng như Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng sẽ có được phần thắng ở set đấu đầu tiên. Đã có tình huống xin challenge của huấn luyện viên Wanachot. Huấn luyện viên Wanachot cho rằng Tú Linh đã đánh bóng chạm vào tay chắn của Bộ Tư lệnh Thông tin. Nhưng góc quay này cho thấy là bóng không chạm chắn đâu. Có lẽ là huấn luyện viên Wanachot muốn tận dụng một trong hai quyền challenge ở trận đấu này để nhắc nhở các cô gái Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Ông vẫn đang giữ một quyền tham ao. Huấn luyện viên Wanachot của Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng vẫn còn một lần xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật ở trong set đấu đầu tiên này. Bóng ngoài, điểm cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng 23-20. 23-20 cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Trận đấu đang diễn ra rất kịch tính. Tưởng như Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng sẽ có được phần thắng ở set 1 sau khi đã tạo được cách biệt điểm số an toàn với các cô gái Bộ Tư lệnh Thông tin. Nhưng bây giờ thì Bộ Tư lệnh Thông tin lại đang bám đuổi kịch liệt. 21-23, cách biệt chỉ còn là 2 điểm. Kanika Thibachot là best score của Thái Lịch mùa giải 2021-2022. Tay đập ghi nhiều điểm nhất ở giải vô địch quốc gia Thái Lan cách đây 2 mùa. Nhưng bây giờ thì Kanika Thibachot vẫn chưa thể được nhiều kể từ khi được tung vào sân. Kiều Trinh 22-23. Đó là điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Bây giờ thì cách biệt chỉ còn là 1 điểm mà thôi. Và huấn luyện viên Wanachot tiếp tục xin challenge. Ông Wanachot cho rằng bóng đã đi ra ngoài sau pha đánh bóng vừa rồi của Kiều Trinh. Trong cách ăn mừng này của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng thì là bóng trong sân. Như vậy là bóng trong sân. Đó là điểm 22-23 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Và Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng thì cũng đã hết quyền challenge ở trong set đấu đầu tiên này. Rất hay. Bây giờ thì Thông tin chỉ còn kém đội chủ nhà 1 điểm mà thôi. Nguyễn Thị Thủy và Kanika. Đó là điểm cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng 24-22. Một điểm số rất quan trọng với Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Họ đã liên tiếp để cho Bộ Tư lệnh Thông tin lên điểm. Nhưng bây giờ thì Kanika Thibachot, tay đập tới từ Thái Lan, đã giúp cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng có được set point. Hai cơ hội để cho Bích Thủy và các đồng đội giành chiến thắng ở set đấu đầu tiên. Lâm Anh chuyển cho ai? Kiều Trinh. 23-24. Bộ Tư lệnh Thông tin vừa cứu thành công một set point. Họ vẫn còn một set point nữa phải đối mặt. Nhưng thực sự là một màn nước rút ngoạn mục của Bộ Tư lệnh Thông tin. Họ chỉ kém đúng một điểm mà thôi. Và đây mới là lần tham ao thứ hai của Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng ở trong set đấu đầu tiên này. 30 giây hội ý cho luyện viên Wanachot. Ba mươi giây hội ý của Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng đã kết thúc. Như vậy là cả hai đội đều đã sử dụng hết cả hai quyền xin tạm dừng trận đấu để hội ý ở trong set đấu đầu tiên này. Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng vẫn đang có cơ hội để có được điểm số quyết định của set đầu tiên. Pha đánh bóng của Kanika. Bộ Tư lệnh Thông tin, pha đánh bóng của Nguyễn Anh. Hồng Ngát chắn bóng thành công. Chắn bóng thành công. Bây giờ thì Bộ Tư lệnh Thông tin đã gỡ hòa 24-24. Một màn rút ngắn điểm số phải nói là cực kỳ ngoạn mục của các cô gái Bộ Tư lệnh Thông tin. Đó là tay chắn của Lệ Thảo. Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng tưởng như đã có thể có được phần thắng ở set đầu tiên khi dẫn đến 22-17. Nhưng bây giờ thì Bộ Tư lệnh Thông tin đã cân bằng. Kiều Trinh và các đồng đội đã gỡ hòa 24-24. Và Tichaya đã trở lại sân. Tichaya và Nguyễn Thị Xuân 25-24.
set point. Set point thứ 3 cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Trận đấu đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Nguyễn Thị Xuân sẽ là người phát bóng tiếp theo. 25-24. Cơ hội thứ 3 để giành chiến thắng ở set 1 cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Kiều Trinh đánh bóng từ hàng sau. Pha đánh bóng của Lệ Thảo hơi với nhưng vẫn còn cơ hội cho các cô gái Bộ Tư lệnh Thông tin. Đó là pha đánh bóng của Nguyệt Anh. Hồng Ngát. Tình huống phòng thủ của Lily. 25 đều. Không, đó là điểm số cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. 26-24, trọng tài cho rằng bóng đã chạm vào một vận động viên của Bộ Tư lệnh Thông tin. Lâm Hoành tất nhiên là đã phản ứng với quyết định của trọng tài. 26-24 và Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng là đội giành chiến thắng ở trong set đấu đầu tiên. Một điểm số quyết định. Có vẻ như ở góc quay chậm này thì bóng đã khẽ sượt qua mặt của Nguyệt Anh trong tình huống chắn bóng vừa rồi của các cô gái, trong tình huống mà Nguyệt Anh đánh bóng chạm vào tay chắn của Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng và có lẽ bóng đã dội lại ngược lại người của Nguyệt Anh trước khi bay ra ngoài. 26-24 điểm số cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Và Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng là đội bóng giành chiến thắng ở set đấu đầu tiên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục trở lại với nhà thi đấu Gia Lâm để theo dõi những diễn biến trực tiếp trận đấu trong khuôn khổ vòng 1 bảng B giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa Chất Đức Giang năm 2023. Trận đấu giữa Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng, những người thi đấu trong trang phục áo màu vàng chanh, với các cô gái Bộ Tư lệnh Thông tin. Ở set đấu đầu tiên thì Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng đã có được chiến thắng với tỷ số là 26-24. Đó là một chiến thắng phải nói là vô cùng khó khăn. Và đây là ông bầu của Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng, ông Đào Hữu Huyền. Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng là đội bóng của doanh nghiệp. Và ông bầu của đội bóng này là ông Đào Hữu Huyền, người đang rất khát khao có được chức vô địch quốc gia đầu tiên sau 3 mùa giải liên tiếp chỉ về nhì. Dù để thua trong set đấu đầu tiên nhưng các cô gái Bộ Tư lệnh Thông tin đã cho thấy một màn thể hiện vô cùng xuất sắc, đặc biệt là ở những phút cuối của set đấu. Bị Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng dẫn 22-17 nhưng Bộ Tư lệnh Thông tin đã có một màn ngược dòng phải nói là rất ngoạn mục khi gỡ hòa đến 24 đều. Pha bỏ nhỏ của Tú Linh. Đó là tình huống cứu bóng của libero Thùy Linh. Nhưng Ti Chạy Già đã có mặt để chớp cơ hội điểm đầu tiên cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng ở trong set đấu thứ hai, 1-0. Ti Chạy Già phát bóng ra ngoài, 1-1.
Nguyễn Thị Phương phát bóng. Tichaya và Bích Thủy cùng đánh một chân sau đầu. 2-1 cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Tú Linh phát bóng. Lâm Oanh và Kiều Trinh không qua được tay thắn. Một tình huống chắn đôi với Bích Thủy và Hồng Ngát. 3-1 cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Chúng ta sẽ cùng xem lại. Đó là tay chắn của Hồng Ngát, đội trưởng của Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng ở vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay. Việt Anh rất nhẹ nhàng đánh bóng chỉ vừa đủ qua tay chắn. Một tình huống lỏng tay của Việt Anh. Đây là các vận động viên trẻ của Bộ Tư lệnh Thông tin. Họ cũng đã có mặt tại nhà thi đấu Gia Lâm để cổ vũ cho các đàn chị. Pha đánh bóng của Kiều Trinh. 3-3 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Một tình huống bỏ bóng rất nhanh của Thanh Liên. 4-3 cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Phản xạ rất nhanh của Libero về Nghệ An. Bóng đã đi ra ngoài. 4-3 cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Pha đánh bóng của Lệ Thảo. Nguyễn Thị Xuân. Điểm cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. 5-3. Lệ Thảo rời sân và Việt Hương phụ công đã ra sân từ đầu ở set 1 đã được tung trở lại sân. Bốn năm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Và trước cơ hội trên lưới của Nguyệt Anh. Nguyễn Thị Xuân. Và ghi điểm của chủ công Kỳ Kiệu. Năm nay đã 37 tuổi. Nguyễn Thị Xuân năm nay đã 37 tuổi. Và chủ công này là một trong ba thành viên trong đội hình của Vietinbank, cùng với phụ công Phạm Thị Kim Huệ và cây truyền hai Nguyễn Thị Hoa, đã giúp cho Vietinbank đăng quang ở giải vô địch quốc gia năm 2016. Chức vô địch cho đến bây giờ vẫn là chức vô địch duy nhất của đội bóng ngành ngân hàng. 7-4 cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Lâm Oanh và Nguyệt Anh. Không được, Kiều Trinh đánh bóng không qua lưới. Một tình huống tấn công từ hàng sau của Kiều Trinh. 8-4 cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Kiều Trinh đã đánh bóng vào mép trên của lưới. Nguyệt Anh không thể có được tình huống chuyền một thành công của Libero Thanh Liên. 5-8 cho Bộ Tư lệnh Thông tin.
Nỗ lực cứu bóng của Hồng Ngát. Đây là cơ hội cho các cô gái thông tin. Lâm Oanh, một tình huống mà Lâm Oanh đánh hai chuyền. Kiều Trinh, Tichaya và Tú Linh. Điểm cho Hóa Chất Đức Giang tia sáng 9-5. Một đường truyền của Tichaya, nếu bóng cho Tú Linh đánh từ sau vạch 3m. Và đánh bóng của Nguyễn Thị Phương, nhưng bóng đi ra ngoài. Điểm 10-5 cho Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Và đó là tình huống xin tạm dừng trận đấu để hội ý của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng. Không biết là huấn luyện viên Nguyễn Tấn Kiệt đã chấm được những gương mặt nào cho đợt tập trung sắp tới của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia. Đợt tập trung sẽ diễn ra vào đầu tháng 4. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã bắt đầu dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia từ sau SEA Games 31 ở Việt Nam. Và ông đã cùng với đội tuyển nữ quốc gia giành vị trí Á quân tại ASEAN Grand Prix và trước đó là hạng tư tại AVC Cup. Lỗi hai chạm với vận động viên của Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Điểm 6-10 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Tình huống phát bóng của Việt Hương. Pha xử lý của Nguyễn Thị Xuân. Phạm Thị Hiền. Lâm Oanh và Nguyễn Thị Phương. Bóng đã chạm vào tay của Lý Thị Luyến và thay đổi quỹ đạo rơi. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin 7-10. Hòa phối hợp giữa Tichaya và Lý Thị Luyến. Mười một bảy cho Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Lý Thị Luyến cùng với Bích Thủy, hai phụ công của Hóa Chất Đức Giang tia sáng, là hai vận động viên thường xuyên được gọi lên tập trung trong thành phần của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia, dù là dưới thời huấn luyện viên Thái Anh Tùng hay là huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. 12-7, thêm một điểm số nữa cho Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Một tình huống chắn bóng thành công của Bích Thủy. Một tình huống chắn đôi với Bích Thủy và Tichaya. Nguyễn Thị Phương. Tú Linh. Đã có điểm cho Hóa Chất Đức Giang tia sáng. 13-7. Bộ Tư lệnh Thông tin thay người. Nguyệt Anh rời sân và người vào sân đó là Phương Thủy. Sự thay đổi ở vị trí chủ công của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng. Vừa có thêm một điểm số nữa cho Bộ Tư lệnh Thông tin 8-13.
Đó là một tình huống mà trọng tài bắt lỗi hai chạm với vận động viên của Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Bóng ngoài, điểm cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng 14-8. Lâm Oanh và Kiều Trinh. Một tình huống tổ chức tấn công ở khu vực giữa sân của các cô gái bộ tư lệnh thông tin. 9-14 cho bộ tư lệnh thông tin. Nguyễn Thị Xuân đánh bóng đi ra ngoài. 10-14. Điểm số nữa cho thông tin. Không có lỗi với Tú Linh. 15-10 cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Đã không có lỗi chạm người trong tình huống đánh bóng vừa rồi của Tú Linh. Một điểm số nữa cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Tú Linh phát bóng. Và đó là pha ghi điểm của Kiều Trinh. 11-15. Ở mặt bằng bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay thì Kiều Trinh, Bích Tuyền của Ninh Bình đến với Postbank và Đoàn Thị Xuân của Quảng Ninh có lẽ đang là ba cây đối chuyền tốt nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay. Đó rất có thể sẽ là những gương mặt nằm trong danh sách tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tới đây. Vào đầu tháng 4 này thì tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập trung và giải đấu đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ là giải cúp các câu lạc bộ nữ châu Á. Giải đấu sẽ diễn ra ở Vĩnh Phúc. Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan cũng đã tập trung để chuẩn bị cho SEA Games 32 và thành phần tập trung của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan không có Ketrina Tichaya. Ngoài ra những vận động viên sẽ thi đấu giải các câu lạc bộ nữ châu Á của Vĩnh Phúc. Những vận động viên của Diamond Foods không tập trung trên đội tuyển quốc gia. Nguyễn Thị Xuân, đó là pha ghi điểm của Nguyễn Thị Xuân. Bóng đã chạm vào tay của Phương Thủy. Lâm Oanh, pha đánh bóng của Hồng Ngát, điểm cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng 18-12. Tình huống xin tạm dừng trận đấu để hội ý của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng, lần hội ý thứ hai của Bộ Tư lệnh Thông tin ở trong set đấu này. Thank you.
Như vậy là bên phía Bộ Tư lệnh Thông tin sau 30 giây hội ý, huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đã tung Nguyệt Anh trở lại sân khi mà vị trí của Phương Thùy xoay lên hàng trên. Lâm Oanh và Việt Hương. Một tình huống một chân sau đầu nhưng hơi với một chút. Dù vậy thì vẫn có điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. 13-18. Tình huống phát bóng của Nguyệt Anh. Hồng Ngát. Nguyễn Thị Phương. Đó là tình huống đánh hai chuyền của Ticheya. Điểm cho Hóa chất Đức Giang tia sáng 19-13. Một tình huống đánh hai chuyền của Ticheya. Đó là điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. 14-19 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Và đã có tình huống xin challenge của Hóa chất Đức Giang tia sáng. Hóa chất Đức Giang tia sáng challenge với tình huống bóng chạm tay sau pha đánh bóng của Hồng Ngát. Bóng đã chạm vào tay chắn. Đó có vẻ như là tay chắn của Việt Hương. Và đó là tình huống challenge chuẩn xác của huấn luyện viên Guanachot. Điểm cho Hóa chất Đức Giang tia sáng 20-13. Nguyễn Thị Phương. Lần này thì Lý Thị Luyến đã đánh bóng đi ra ngoài. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin 14-20. Hóa chất Đức Giang tia sáng lại tiếp tục challenge. Đó là tình huống mà Hóa chất Đức Giang tia sáng cho rằng Lý Thị Luyến đã đánh bóng sượt qua tay của Việt Hương. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Có vẻ như là đã sượt qua. Không, bóng không sượt qua tay của Việt Hương. Và đó là tình huống challenge không thành công của Hóa chất Đức Giang tia sáng. 14-20 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Huấn luyện viên Guanachot chỉ còn một quyền challenge không thành công ở trong set đấu thứ hai này mà thôi. Tình huống phát bóng của Việt Hương. Tình huống mà Thanh Liên bắt bóng một không tốt. Phạm Thị Hiền. Nguyễn Thị Xuân. Những pha lăn xả của Kiều Trinh. Tú Linh. Lần này thì đã không thể có được tình huống phòng thủ hàng sau thành công của Nguyệt Anh. 21-14 cho Hóa chất Đức Giang tia sáng. Hai chuyền của Lâm Oanh. 15-21 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Tình huống phát bóng của Lâm Oanh. Ticheya lại là một pha đánh hai chuyền. Nguyệt Anh. Tình huống không ăn ý nhau giữa Lâm Oanh và đồng đội nhưng vẫn có điểm số cho Bộ Tư lệnh Thông tin. 16-21. Pha đánh bóng của Nguyễn Thị Phương, bóng hướng thẳng đến vị trí của Tú Linh.
không thể có được tình huống chuyền một thành công của Tú Linh. Tichaya và Bích Thủy nhưng đã không qua được tay chắn của Bộ Tư lệnh Thông tin. 17-21. Đó là tay chắn của Kiều Trinh. Và Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý lần tham ao đầu tiên của huấn luyện viên Guanachot ở set đấu thứ hai. Huấn luyện viên Guanachot đã có những nhắc nhở riêng với cây chuyền hai Tichaya trước khi các vận động viên của Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng trở lại sân sau khi kết thúc 30 giây hội ý. Tichaya và Bích Thủy, nhưng Bích Thủy không thắng được tay chắn của Nguyễn Thị Phương. 18-21 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Một tình huống tổ chức đánh bóng một chân sau đầu. Tình huống đánh lao gần của Tichaya và Bích Thủy nhưng đã không qua được tay chắn của Nguyễn Thị Phương. Một kịch bản gần tương tự như set đấu đầu tiên đang diễn ra. Những điểm số liên tiếp cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Thêm một điểm số nữa cho Bộ Tư lệnh Thông tin, 19-21. Và Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng lại thay người. Nguyễn Thị Thủy tung vào sân để thay cho Tichaya ở vị trí chuyền 2. Và Kanika Thipachot, chủ công người Thái Lan, cũng đã được tung vào sân. Nguyễn Thị Thủy là cái tên đã được nhắc đến rất nhiều trước khi khởi tranh mùa giải vô địch quốc gia năm nay. Đây là cây chuyền 2 đã giúp cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng vào tới trận chung kết của giải vô địch quốc gia năm ngoái. 3, 6, 7, 9, sau khi 16, kết thúc 5. Mùa giải vô địch quốc gia năm ngoái thì Nguyễn Thị Thủy đã trở về với Glesinko Thái Bình. Và sau đó thì Thủy đã nộp đơn xin nghỉ lên trung tâm huấn luyện và đào tạo vận động viên Thái Bình. Bây giờ thì thương vụ tranh chấp giữa Nguyễn Thị Thủy, Thái Bình đã đi đến hồi kết. Lúc này thì Nguyễn Thị Thủy là vận động viên của Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Vẫn là điểm số cho Bộ Tư lệnh Thông tin, 20-21. Đúng là một kịch bản tương tự như set đấu đầu tiên đang lặp lại ở set đấu thứ hai này. Chúng ta còn nhớ thì ở set đấu đầu tiên, Bộ Tư lệnh Thông tin đã để cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng dẫn đến 22-17. Nhưng sau đó thì họ lại gỡ hòa 24 đều. Pha đánh bóng của Bích Thủy, pha phối hợp giữa Nguyễn Thị Thủy và Bích Thủy. 22-10 cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Tichaya đã trở lại sân và cùng với đó là Nguyễn Thị Xuân. Đó là một sự thay đổi người theo cặp của huấn luyện viên Guanachot. Tichaya rời sân chuyền 2. Vị trí chuyền 2 được giao lại cho Nguyễn Thị Thủy. Sau đó là Thipachot và thay cho Nguyễn Thị Xuân. Vừa có thêm một điểm số nữa cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng, 23-20. 23-20 cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Các cô gái thông tin đã chơi đầy nỗ lực để rút ngắn cách biệt điểm số. Nhưng sau đó thì Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng lại có được hai điểm số liên tiếp. Và từ một điểm nhiều hơn, bây giờ thì Tichaya và các đồng đội đã tạo ra được cách biệt 3 điểm với Bộ Tư lệnh Thông tin. Họ chỉ cần thêm hai điểm nữa để giành chiến thắng ở set đấu thứ hai này. Lâm Anh và Kiều Trinh chạm lưới. Đó là điểm số cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng, 24-20. Set point cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Tình huống chạm lưới của Kiều Trinh. Rất rõ ràng góc quay này có thể thấy được điều đó. 24-20 set point. 4 set point cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Và có lẽ là cơ hội lội ngược dòng ở set đấu thứ hai này là rất mong manh với các cô gái Bộ Tư lệnh Thông tin.
họ sẽ cần phải có được 3 điểm số liên tiếp, một điều phải nói là rất khó khăn. Nguyễn Thị Xuân không được, tình huống bắt bóng một không tốt của Lâm Oanh. Và 25-21, Hóa chất Đức Giang Tia Sáng đã có được phần thắng ở set đấu thứ hai với tỷ số là 25-21. Như vậy là sau hai set đấu, Hóa chất Đức Giang Tia Sáng đang tạm dẫn Bộ Tư lệnh Thông tin với tỷ số là 2-0. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục trở lại với nhà thi đấu Gia Lâm để theo dõi những diễn biến trực tiếp trận đấu giữa Hóa chất Đức Giang Tia Sáng và Bộ Tư lệnh Thông tin. Trận đấu trong khuôn khổ vòng 1 bảng B giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2023. Lúc này thì tại bảng B, cục diện bảng đấu đang là vị trí số 1, ngôi nhất bảng tạm thời thuộc về Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Vị trí thứ 2 thuộc về Bộ Tư lệnh Thông tin. Tính đến trước trận đấu ngày hôm nay, đây là ông Đào Hữu Huyền, ông bầu của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Còn đây là ngoại binh có hợp đồng phải nói là dài nhất trong lịch sử của bóng chuyền Việt Nam, Tichaya Bunlet, cây chuyền 2 tới từ Thái Lan, người đã ký hợp đồng 5 năm với Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Tichaya và Bích Thủy, điểm cho Hóa chất Đức Giang Tia Sáng 1-0. Lúc này ở bảng B thì ngôi nhất bảng đang thuộc về Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Bộ Tư lệnh Thông tin tạm thời xếp thứ 2, vị trí thứ 3 thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Phú Thanh Hóa đứng thứ 4 và VTV Bình Điền Long An đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 5, vị trí cuối bảng. Vì vậy thì các đội bóng mới chỉ thi đấu hầu hết là một trận mà thôi. Trận đấu ngày hôm nay là trận đấu thứ 2 với cả Hóa chất Đức Giang Tia Sáng lẫn Bộ Tư lệnh Thông tin. Một đội bóng khác ở bảng B cũng đã thi đấu 2 trận, đó là Thành phố Hồ Chí Minh. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thị Hiền thắng 1 và thua 1. Quảng Ninh của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã giành quyền tham dự Cúp Hùng Vương, và Hóa chất Đức Giang Tia Sáng cùng với Bộ Tư lệnh Thông tin, một trong hai đội rất có thể sẽ là đối thủ của Quảng Ninh ở Cúp Hùng Vương sắp tới. Đã có tình huống xin challenge của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Hóa chất Đức Giang Tia Sáng challenge với tình huống trọng tài bắt lỗi chạm lưới. Như vậy là Bích Thủy đánh bóng không chạm lưới. Điểm 2-0 cho Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Nguyễn Thị Xuân
Kiều Trinh, Tú Linh. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. 1-2. Có vẻ như là đã có lỗi chạm lưới với Tú Linh. Chạm lưới hoặc là dẫm vạch, đó là lỗi được bắt bởi trọng tài thứ hai, ông Nguyễn Ngọc Ánh, người ở vị trí quan sát rất gần với pha đánh bóng ở biên 2 vừa rồi của Tú Linh. Kichaya, Tú Linh, lần này thì đã có điểm số cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng, 3-1. Không được, đó là tình huống phối hợp không ăn ý giữa Lâm Oanh và phụ công Phạm Thị Hiền. 4-1 cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Lâm Oanh và Kiều Trinh. Một pha đánh bóng trên chắn của Kiều Trinh. Và đã có điểm số cho Bộ Tư lệnh Thông tin, 2-4. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Pha đập bóng trên chắn của Kiều Trinh. Bóng ăn vào cuối sân. Tichaya và Nguyễn Thị Xuân. Một tình huống bò nhỏ và xử lý đầy kinh nghiệm của Nguyễn Thị Xuân. Khi mà phía bên kia lưới có tới hai tay chắn của Thông tin. Chủ công 37 tuổi đã thực hiện tình huống bò nhỏ. Bóng vừa đủ qua lưới. Và mang về thêm một điểm số nữa cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Nguyệt Anh, Kichaya và Tú Linh. Rất tốt. Một pha bật nhảy và đánh bóng từ sau vạch 3m của Tú Linh. 6-2 cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Đã xuyên qua tay chắn của Nguyễn Anh. Bích Thủy phát bóng. Lâm Anh và Kiều Trinh. Nhưng đó là một tình huống tấn công có lẽ là hơi lộ của các cô gái Bộ Tư lệnh Thông tin. 7-2 cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Một tình huống chắn bóng có điểm của đội chủ nhà. Chúng ta cùng xem lại. Người đã chắn bóng với Kiều Trinh là Lý Thị Luyến. Đó là tình huống mà tầm bóng của Oanh khi chuyển cho Trình cũng không thực sự tốt. Nguyệt Anh, Hồng Ngát, Nguyệt Anh. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin, 3-7. Kichaya, Hồng Ngát không qua được tay chắn của Việt Hường. 4-7 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Một tình huống chắn đôi với Việt Hường và Lâm Anh. Đây là Chu Thị Ngọc, chủ công của Kinh Bắc Bắc Ninh. Chu Thị Ngọc là hoa khôi của giải bóng chuyền cúp Liên Việt Postbank giải đấu diễn ra ở Bắc Ninh năm ngoái. Và là một thành viên cũ của đội trẻ Thông tin. Nguyệt Anh, Tichaya và Nguyễn Thị Xuân. Điểm cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng, 8-4. Đó là kinh nghiệm của Nguyễn Thị Xuân. 37 tuổi, rất khó để Nguyễn Thị Xuân có thể tung ra những pha đập giống như những vận động viên đàn em. Nhưng chủ công mang áo số 17 này vẫn đang thi đấu rất hiệu quả và là một thành viên trong đội hình chính thức của huấn luyện viên Guanachot.
Pha đánh bóng của Nguyễn Thị Phương từ hàng sau. 9-4 cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Nguyễn Thị Phương đã không thắng được tay chắn của Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Một tình huống mà họ có tới hai vận động viên chắn bóng ở khu vực giữa sân, khu vực vị trí số 3. Lâm Oanh và Nguyệt Anh. Lâm Oanh, Nguyệt Anh và sau đó là Kiều Trinh đã không thể cứu được bóng. Đó là một tình huống hợp của ba vận động viên đều quê ở Quảng Bình. Đã có tình huống xin tạm dừng trận đấu để hội ý lần tham ao của Bộ Tư lệnh Thông tin. Hội ý đã trôi qua. Trong khoảng thời gian hội ý vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy ở nhà thi đấu Gia Lâm có sự xuất hiện của các cô gái VTV Bình Điền Long An. Kim Thanh và các đồng đội tới nhà thi đấu để theo dõi Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng tranh tài. Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng sẽ là đối thủ của VTV Bình Điền Long An ở lượt đấu diễn ra vào ngày 18 tháng 3. Sau khi VTV Bình Điền Long An để thua trước Bộ Tư lệnh Thông tin với tỷ số 0-3 ở trận đấu đầu tiên, thì Kim Thành và các đồng đội nếu như muốn còn giành vé tham dự Cúp Hùng Vương, họ bắt buộc sẽ phải đánh bại Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Đó là một nhiệm vụ phải nói là rất khó khăn. Ở bảng đấu này thì với những sự bổ sung chất lượng, Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng đang là ứng cử viên số 1 cho vị trí nhất bảng cũng như là số 1 cho chức cúp vô địch của Cúp Hùng Vương. Vừa có thêm một điểm số nữa cho đội chủ nhà, 12-4 cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Tiếp tục là một tình huống thay người theo cặp nữa của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng. Như vậy là huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đã thay chuyền hai và thay đối chuyền. Đối chuyền lúc này trên sân của Bộ Tư lệnh Thông tin sẽ là Thanh Hương. Và chuyền hai trên sân sẽ là chuyền hai số 13 Khánh Huyền. Điểm cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. 13-4 cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Bộ Tư lệnh Thông tin đã xin challenge. Một tình huống mà huấn luyện viên Phạm Minh Dũng cho rằng Nguyệt Anh đã đánh bóng chạm vào tay chắn của Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Bóng đã chạm vào tay chắn, đó là tay chắn của Lý Thị Luyến. Như vậy là tình huống challenge của Bộ Tư lệnh Thông tin đã thành công. Đó là điểm số cho thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Dũng. Bóng đã sượt qua tay của Lý Thị Luyến, 5-12 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Nguyễn Anh phát bóng. Tichaya và Hồng Ngát. Điểm cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. 13-5. Cuộc đường chuyền của Tichaya là biên 4 cho Hồng Ngát. Khánh Huyền và Thanh Hương. Tiếp tục là Thanh Hương. Pha đánh bóng của Nguyễn Thị Phương. Một điểm số nữa cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. 14-5. Khánh Huyền và Việt Hương. Đây là cơ hội cho các cô gái Bộ Tư lệnh Thông tin. Khánh Huyền chuyền cho ai đây?
Và đánh bóng là của Nguyễn Thị Phương. Tiếp tục là Nguyễn Thị Phương. Không qua được tay chắn của Lý Thị Luyến. 15 năm. Tiếp tục là một tình huống chắn đôi với Lý Thị Luyến và Tichaya. Chiều cao của Tichaya cũng là tương đối tốt. Nguyễn Thị Phương rời sân và người vào sân đó là Mỹ Hằng, cũng là một chủ công trẻ. Có vẻ như là huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đã quyết định trao cơ hội thi đấu cho các vận động viên dự bị nhiều hơn. Sáu mười lăm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Tình huống phát bóng của Việt Hương. Cú Hùng Vương sẽ diễn ra trên quê nhà của Việt Hương. Và tất nhiên là phụ công này rất muốn được tranh tài ở giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 3 tới đây. Pha xử lý của Lý Thị Luyến và đó là tình huống cứu bóng của Nguyệt Anh. Đã có điểm số cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Pha đánh bóng của Mỹ Hằng. 7-15 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Mỹ Hằng, Lệ Thảo là những vận động viên trẻ khó có thể chèn vào đội hình chính của Bộ Tư lệnh Thông tin, và ở những mùa giải trước thì họ được cho mượn, họ được tạo điều kiện đi thi đấu, tích lũy kinh nghiệm ở các đội bóng khác. Tú Linh, điểm cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng 16-7. Tú Linh đã đánh bóng chạm vào tay chắn của Thanh Hương trước khi đi ra ngoài. 16-7 cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Thanh Hương được tung vào sân và đang chơi đối chuyền thay cho Kiều Trinh. Ngoài chơi đối chuyền thì Thanh Hương cũng có thể chơi ở vị trí phụ công. Thanh Hương không thắng được tay chắn của Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. 17-7. 10 điểm cách biệt. Quả là một khoảng cách rất khó để săn lấp với Bộ Tư lệnh Thông tin. Và dường như là huấn luyện viên Phạm Minh Dũng cũng đã chấp nhận một thất bại trong trận đấu ngày hôm nay. Khi trên sân lúc này thì 3 vị trí, hay thậm chí có thể nói là 4 vị trí trên sân của Bộ Tư lệnh Thông tin đang là các vận động viên dự bị. Đó là vị trí truyền 2 của Khánh Huyền, là đối truyền của Thanh Hương. Và bây giờ thì Lâm Oanh và Kiều Trinh đã được tung trở lại sân. Hai trụ cột của Bộ Tư lệnh Thông tin đã có được quãng thời gian nghỉ và bây giờ thì họ sẽ trở lại sân. Tình huống phát bóng của Lâm Oanh. Sau khi Bùi Thị Hà giải nghệ thì Lâm Oanh được giao bóng đội trưởng của Bộ Tư lệnh Thông tin. Nhưng đó là một pha đánh lao dài của Tichaya và Bích Thủy. 18-8 cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Kiều Trinh, tình huống phòng thủ hàng sau của Hồng Ngát. Tú Linh, Kiều Trinh, Tichaya và Bích Thủy, nhưng bóng vẫn còn trong cuộc. Và xử lý của Phạm Thị Hiền. Lâm Oanh, Lâm Oanh và Nguyệt Anh đánh bóng từ sau vạch 3m. Và đó là tình huống cứu bóng của Tú Linh, bóng vẫn còn trong cuộc. Phạm Thị Hiền không qua được tay chắn của Bích Thủy và Nguyễn Thị Xuân. Và đó là Mỹ Hằng. Mỹ Hằng cũng không thắng được tay chắn của Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Nỗ lực cứu bóng của Tú Linh đã giúp cho các đồng đội có được thêm một điểm số nữa. Không, như vậy đó là điểm số cho Bộ Tư lệnh Thông tin.
Như vậy là Mỹ Hằng đã rời sân và nhường lại vị trí cho Nguyễn Thị Phương. Cách biệt là 9 điểm, 9-18 cho Bộ Tư lệnh Thông tin, một cách biệt rất xa. Và có lẽ là cách biệt lớn nhất kể từ đầu trận cho tới giờ. Tichaya và Nguyễn Thị Xuân. Tú Linh, Lâm Anh và Kiều Trinh. Đó là tình huống phòng thủ sau của Hồng Ngát. Tú Linh đánh bóng hơi với rồi. Nguyễn Anh, điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin 10-18. Phát bóng không qua lưới. 19-10 cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Rất đáng tiếc cho vận động viên của Bộ Tư lệnh Thông tin. Chín điểm cách biệt vẫn đang là một cách biệt có thể nói là an toàn với Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Tú Linh cũng phát bóng quá dài. Và thêm một điểm số nữa cho Bộ Tư lệnh Thông tin, 11-19. Sau trận đấu này thì vào ngày mai, giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa Chất Đức Giang năm 2023, vòng 1 bảng D sẽ tiếp tục diễn ra trận đấu ở giải Nam giữa La Vi Long An và Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày mai. Và quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tiếp trận đấu này cũng như toàn bộ các trận đấu còn lại ở vòng 1 bảng B và các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Lúc này ở bảng B của Nam thì ngôi nhất bảng đang tạm thời thuộc về Biên Phòng. Ninh Bình lên về Postbank đứng thứ 2, Thể Công xếp thứ 3, La Vi Long An đứng thứ 4 và Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương xếp cuối bảng. Như vậy là Bộ Tư lệnh Thông tin đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý lần tham ao thứ 2 của luyện viên Phạm Minh Dũng ở trong set đấu thứ 3 này. Pha ghi điểm của Hồng Ngát, 22-11 cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Chiến thắng đang ở rất gần với các cô gái Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Và nếu đánh giá tương quan lực lượng của các đội bóng ở bảng A cũng như là bảng B của nữ thì sau những gì mà Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng đang thể hiện, thầy trò huấn luyện viên Guanachot không chỉ trở thành ứng cử viên số 1 cho ngôi nhất bảng B, bảng đấu được tổ chức trên sân nhà của họ, mà còn là một ứng cử viên rất nặng ký cho chức cúp vô địch của giải Cúp Hùng Vương. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin 12-22. Như vậy là Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng đã xin challenge với tình huống họ cho rằng bóng đã chạm vào tay chắn. Thật ra thì việc challenge sẽ không có nhiều ý nghĩa. Có lẽ đó chỉ là một tình huống mà huấn luyện viên Padesuk Guanachot muốn tận dụng quãng thời gian challenge để hội ý cùng các học trò. Đó là một tình huống bóng đã chạm vào tay chắn của Lý Thị Luyến tương đối rõ ràng. Và huấn luyện viên Guanachot đơn giản chỉ muốn tận dụng thời gian challenge để nhắc nhở các học trò. Phản đánh bóng của Kiều Trinh. Một điểm số nữa cho Bộ Tư lệnh Thông tin 13-22.
Nếu Bộ Tư lệnh Thông tin thất bại 0-3 trước Hóa chất Đức Giang Tia Sáng thì họ tạm thời vẫn sẽ có được vị trí thứ hai ở bảng B, khi đang có được tỷ số phụ tốt hơn so với Thành phố Hồ Chí Minh. Đội cũng đã có được một trận thắng, Hồ Chí Minh thắng 3-1 trước Hà Phú Thanh Hóa, nhưng trước đó họ đã để thua 0-3 trước Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Và tỷ số xét thắng thua của Thành phố Hồ Chí Minh lúc này đang là 3-4. Lâm Oanh và Việt Hương tình huống đánh một chân sau đầu. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin 14-23. Phát bóng ra ngoài, 24-14, Matchpoint cho Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Hết rồi, mọi thứ đã hết với Bộ Tư lệnh Thông tin. 10 điểm cách biệt là một khoảng cách không thể san lấp vào lúc này. Có thể khẳng định là như vậy. Sẽ là một chiến thắng 3-0 cho Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Hồng Ngát và các đồng đội sẽ tiếp tục giữ vị trí nhất ở bảng B. Họ sẽ có được 2 trận thắng và có được 6 điểm và chưa để thua một set đấu nào. Tú Linh 25-14, đó là điểm số quyết định, một chiến thắng vô cùng thuyết phục của thầy trò huấn luyện viên Pareshuk Wanachot. 25-14, và như vậy là Hóa chất Đức Giang Tia Sáng đã vượt qua Bộ Tư lệnh Thông tin sau 3 set đấu với các tỷ số lần lượt là 26-24, 25-21 và 25-14. Thầy trò huấn luyện viên Pareshuk Wanachot chỉ thực sự gặp khó khăn ở set đấu đầu tiên. Một chiến thắng rất thuyết phục của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng, và có thể thấy được niềm vui của ông bầu Đào Hữu Huyền. Ông sẽ xuống dưới sân thi đấu để chia vui cùng với đội bóng của mình. Quý vị và các bạn thân mến, những diễn biến trực tiếp trận đấu giữa Hóa chất Đức Giang Tia Sáng và Bộ Tư lệnh Thông tin cũng đã khép lại buổi tường thuật trực tiếp diễn biến của vòng 1 bảng B giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2023 của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ ngày mai với cặp đấu giữa La Vi Long An và Vật liệu Xây dựng Bình Dương.